Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Vietface TV, vấn đề tấn công mạng tại Úc tiếp tục được quan tâm ngày hôm nay khi mà thống kê cho thấy là số vụ vi phạm an toàn mạng tại Úc là cao nhất thế giới. Trong khi đó thì hai công ty là Apple và Microsoft cũng vừa bị chính phủ Úc cảnh báo vì đã không có các biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em. Trong lĩnh vực du lịch, Ủy hội ACCC tiếp tục cảnh báo về tình trạng vé máy bay vô cùng đắt đỏ hiện nay. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng nay thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Vietface TV. An toàn đời sống, số vụ vi phạm dữ liệu trên không gian mạng ở Úc cao nhất thế giới. Một nghiên cứu quốc tế về vấn đề vi phạm dữ liệu trên không gian mạng cho thấy trong quý 3 năm 2022 vừa qua, nước Úc đã trở thành quốc gia có số vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất thế giới, với mức trung bình mỗi phút có 22 tài khoản bị tấn công. Nghiên cứu do công ty an ninh mạng VPN Surfshark phối hợp với các nhà phân tích an ninh độc lập thực hiện, bằng cách lập ra một bản đồ tấn công mạng trên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng số vụ vi phạm dữ liệu đã tăng 489% trên khắp nước Úc trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, đặc biệt do ảnh hưởng từ các vụ tấn công mạng nhằm vào các công ty dịch vụ lớn nhất là Medibank và Optus. Các vụ việc này đã khiến hàng chục triệu người bị đánh cắp thông tin cá nhân. Cụ thể, VPN Surfshark cho biết cứ 100.000 người Úc thì có tới 7.387 người đã bị hack tài khoản trên không gian mạng, tỷ lệ cao nhất trên thế giới so với các quốc gia khác vốn nổi tiếng với nhiều vụ vi phạm dữ liệu, Úc hiện đang vượt xa tương đối. Chẳng hạn như trong cùng quý 3 vừa qua, Nga, quốc gia xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng về mất an ninh dữ liệu toàn cầu, có 2.568 tài khoản bị tấn công trên 100.000 dân số, trong khi con số này ở Thổ Nhĩ Kỳ và New Zealand lần lượt là 2.421 tài khoản và 532 tài khoản bị tấn công. Số liệu của VPN Surfshark cũng cho thấy nội dung dữ liệu bị rò rỉ nhiều nhất tại Úc trong quý 3 là mật khẩu, tiếp theo là địa chỉ email. Chuyên gia Aneska Salopaska, trưởng nhóm nghiên cứu nói trên, nhận định các vụ vi phạm dữ liệu trên toàn cầu đã giảm 70.8% từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, tại Úc con số này lại tăng 1.550%, từ 107.659 vụ trong tháng 10 lên 1.776.065 vụ trong tháng 11. Theo tiến sĩ Mohiuddin Ahmed, giảng viên cao cấp của Đại học Edith Cowan, nguyên nhân khiến Úc Châu trở thành quốc gia có số vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất thế giới, một phần là do tin tặc đã coi nước Úc là mục tiêu mềm và có giá trị cho các cuộc tấn công mạng. Ông phân tích một loạt các cuộc khủng hoảng về dữ liệu mới đây đã được các nhóm tội phạm coi là cơ hội và gia tăng hoạt động trục lợi dựa trên các vụ việc đã xảy ra. Theo ông Ahmed, các doanh nghiệp cần tăng cường cảnh giác nhiều hơn nữa, cùng với đó là việc kịp thời cập nhật các biện pháp chế tài nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng. Đây sẽ là giải pháp hữu hiệu nhất giúp ngăn chặn tội phạm mạng trong tương lai. An toàn đời sống. Chính phủ Úc lên án Apple và Microsoft vì đã làm ngơ những nội dung lạm dụng trẻ em. Ủy ban An toàn điện tử Úc Châu trong cuộc họp ngày hôm qua đã cho biết hai công ty lớn nhất thế giới là Apple và Microsoft đã không chủ động sàng lọc nội dung lạm dụng trẻ em trong dịch vụ lưu trữ của họ, bao gồm iCloud và OneDrive. Tuyên bố được đưa ra sau khi nhà chức trách Úc đã áp dụng quy định mới để yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn chia sẻ thông tin hoạt động.
Ủy ban tiết lộ các phản hồi cho thấy Apple và Microsoft đã không chủ động sàng lọc nội dung lạm dụng trẻ em trong dịch vụ lưu trữ của họ, bao gồm iCloud và OneDrive. Ủy ban cho biết thêm hai công ty cũng xác nhận họ không sử dụng bất kỳ công nghệ nào để phát hiện nội dung lạm dụng tình dục trẻ em trên các dịch vụ video Skype và Microsoft Teams thuộc sở hữu của Microsoft và FaceTime thuộc sở hữu của Apple. Bản báo cáo của Ủy ban An toàn điện tử tiết lộ những lỗ hổng trong các biện pháp bảo vệ trẻ em của một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới tạo áp lực dư luận buộc họ phải thực hiện nhiều biện pháp mạnh hơn nữa. Ủy viên Julie Immergrant cho biết, những phát hiện rất đáng lo ngại được đưa ra sau khi văn phòng của bà ban hành các thông báo pháp lý yêu cầu Apple, Meta, WhatsApp, Microsoft, Skype, Snap và Omegle cung cấp thông tin về chính sách ngăn chặn bóc lột trẻ em trên các dịch vụ của họ. Ông Grant cho biết báo cáo này cho chúng ta thấy rằng một số công ty đang nỗ lực giải quyết ảnh hưởng từ các tài liệu liên quan đến vấn đề xâm phạm trẻ em trực tuyến, trong khi những công ty khác đang gần như không hành động gì. Việc các công ty không dành nguồn lực quan trọng để dập tắt điều này trên nền tảng của họ là điều không thể chấp nhận được. Mặc dù trước đó Microsoft đã phát triển một sản phẩm giúp phát hiện nội dung xấu và được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng. Chính phủ Úc nhấn mạnh những tiết lộ về lỗ hổng trong việc bảo vệ trẻ em của một số hãng công nghệ lớn nhất thế giới cho thấy cần có áp lực để những tập đoàn này hành động quyết liệt hơn nữa. Ngoài Apple và Microsoft, Australia cũng gửi đề nghị cung cấp thông tin tới Meta, công ty chủ quản Facebook, Instagram và WhatsApp, và Snap, chủ sở hữu ứng dụng Snapchat. Đời sống đắt đỏ, giá vé máy bay tiếp tục tăng cao. Theo một báo cáo mới, người Úc đang trả nhiều hơn gần 30% cho các chuyến bay nội địa so với trước khi xảy ra đại dịch và giá vé máy bay có dấu hiệu tăng cao hơn trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Phân tích của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng ACCC cũng cho thấy vé máy bay hạng phổ thông giảm giá bị ảnh hưởng nặng nề nhất do giá cả leo thang với một số thiết lập kỷ lục 15 năm do sức chứa hạn chế và nhu cầu mạnh. Và cơ quan giám sát người tiêu dùng hứa rằng họ sẽ giám sát chặt chẽ các hãng hàng không sau khi cả ba công ty hàng không lớn của Úc đều dự báo lợi nhuận lớn trong năm nay. Những phát hiện mới nhất đến từ báo cáo cạnh tranh hàng không tại Úc, đây là báo cáo được chuẩn bị hàng quý kể từ tháng 6 năm 2020. Báo cáo cho thấy hành khách đã trả trung bình nhiều hơn 27% cho du lịch nội địa vào tháng 10 năm nay so với tháng 10 năm 2019, với chi phí tăng mạnh kể từ tháng 1 năm 2022. Ủy viên ACCC bà Anna Brecky cho biết giá tăng là do thị trường du lịch dễ thay đổi đã chứng kiến mức cao và thấp lịch sử đối với giá vé máy bay. Mặc dù vật báo cáo cũng đã cho thấy một số giá vé bị ảnh hưởng nặng nề hơn những giá vé khác. ACCC nhận thấy giá vé hạng phổ thông chiết khấu tăng nhiều nhất với giá vé trung bình vào tháng 11 năm 2022, cao hơn gấp đôi so với giá vé vào tháng 4 năm 2022. Bà Brecky cho biết giá vé máy bay hạng phổ thông linh hoạt và hạng thương gia cao hơn không bị ảnh hưởng nhiều, một vấn đề mà ACCC cần phải tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, một tin tốt hơn cho du khách Úc, báo cáo cũng cho thấy các chuyến bay bị hủy và chậm trễ đang giảm xuống gần mức bình thường. Trung bình 2.9% các chuyến bay nội địa bị hủy trong tháng 10 năm nay, giảm từ 6.4% trong tháng 7. Jetstar và Virgin ghi nhận số lần hủy chuyến cao nhất, lần lượt là 3.9% và 3.6%, cả hai đều cao hơn mức trung bình dài hạn là 2.1%. Sự chậm trễ chuyến bay trong toàn ngành cũng giảm từ 45% trong tháng 7 xuống còn 30% trong tháng 10, mặc dù vẫn cao hơn mức trung bình dài hạn là 18%. Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận quan trọng về thị trường carbon. Cộng hòa Séc, hiện là nước chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, cho biết rằng các nhà đàm phán của EU hôm Chủ nhật đã sớm đạt được thỏa thuận về việc cải tổ thị trường carbon của khối này. Đây được coi là công cụ chính sách chính của khối để chống lại sự nóng lên toàn cầu. Ngoài ra, thì Liên minh này cũng sẽ thành lập một quỹ trị giá 86.7 tỷ euro để giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ đối phó với chi phí về CO2 và đầu tư vào việc cải tạo các tòa nhà tiết kiệm năng lượng hoặc xe điện, được tài trợ một phần từ doanh thu từ thị trường CO2 mới của EU và một phần từ chính phủ các nước. Thỏa thuận tạm thời vẫn cần được Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu chính thức thông qua. Tin thế giới. Ấn Độ có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030. Nền kinh tế Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh nhất trong số các nền kinh tế lớn, đặt nước này trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trước cuối thập niên này, theo các dự báo tài chính. Trong lúc các công ty ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ và tăng lương, có một làn sóng lạc quan trong giới chuyên môn, chẳng hạn như ngành sản xuất xe hơi điện đã trỗi dậy mạnh mẽ sau đại dịch COVID khi mà doanh số bán hàng được ghi nhận ở mức cao nhất từ trước đến nay trong tháng 11.
Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trưởng gần 7% trong năm nay, bất chấp những bất ổn kinh tế do cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Đà tiến đó có thể sẽ tiếp tục giúp nước này vượt qua Nhật Bản và Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, theo một dự báo gần đây của công ty đầu tư Morgan Stanley và S&P Global có trụ sở tại New York. Trong khi đó, thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán Ấn Độ sẽ đạt được vị trí đó vào năm 2028. Hoa Kỳ và Trung Quốc là những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới về nền kinh tế Ấn Độ được công bố vào tháng 12 cũng cho biết Ấn Độ có vị thế tương đối tốt để vượt qua những cơn gió ngược toàn cầu so với hầu hết các thị trường mới nổi khác. Theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Ấn Độ tương đối biệt lập, một phần vì nước này có thị trường nội địa lớn và tương đối ít tiếp xúc với thương mại quốc tế. Tăng trưởng dự kiến sẽ giảm trong năm tới do giống như nhiều quốc gia khác, Ấn Độ phải vật lộn với lạm phát sau khi giá lương thực và nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Một cuộc suy thoái toàn cầu tiềm ẩn cũng gây rủi ro cho đà tiến kinh tế của nước này. Trong nhiều thập niên, các nhà đầu tư toàn cầu đã đổ xô đến Trung Quốc để thành lập các nhà máy trong khi lĩnh vực sản xuất của Ấn Độ tụt hậu, kìm hãm nền kinh tế. Những nỗ lực của Thủ tướng Narendra Modi nhằm thúc đẩy chiến dịch sản xuất tại Ấn Độ kể từ khi ông nhậm chức cách đây 8 năm đã vấp phải phản ứng hờ hững, nhưng điều đó có thể đang thay đổi. Đặc biệt là công ty công nghệ Apple có trụ sở tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất iPhone sang Ấn Độ và mở rộng quy mô trong 3 năm tới. Công ty điện tử Đài Loan Foxconn và tập đoàn địa phương Vedanta cũng đã công bố khoản đầu tư 19.5 tỷ đô la để sản xuất chất bán dẫn ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Giáo sư kinh tế đoạt giải Nobel 2022 bị nhiều sinh viên tố quấy rối tình dục. Giáo sư Philip Dybvig, chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2022, hiện đang phải đối mặt với cuộc điều tra quấy rối tình dục tại Đại học Washington ở thành phố St. Louis, bang Missouri ở Mỹ. Ông Philip Dybvig là giáo sư tài chính ngân hàng tại Đại học Washington từ năm 1990 và là đồng chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2022 nhờ nghiên cứu giúp nâng cao nhận thức về vai trò của các ngân hàng trong nền kinh tế, đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng tài chính. Văn phòng trường đã liên hệ với ít nhất 3 cựu sinh viên để hỏi về cáo buộc quấy rối tình dục kể từ tháng 10. 3 cựu sinh viên này nằm trong nhóm 7 cựu sinh viên cáo buộc giáo sư Philip Dybvig quấy rối tình dục. Hầu hết 7 người này đều giấu tên vì họ vẫn làm việc trong giới học thuật hoặc dựa vào thị thực do người sử dụng lao động bảo lãnh để sống ở Mỹ. Các bằng chứng đưa ra gồm ảnh chụp màn hình tin nhắn với bạn bè vào thời điểm xảy ra vụ việc bị cáo buộc, các cuộc phỏng vấn với những người mà cựu sinh viên đã tâm sự trước đó hoặc có trường hợp một sinh viên nói rằng cô ấy đã chứng kiến vụ việc. Giáo sư Dybvig không trả lời các cuộc gọi hoặc email yêu cầu lên tiếng từ truyền thông. Trong khi đó, luật sư của giáo sư Dybvig cho biết ông chưa bao giờ có bất kỳ tương tác thể chất hoặc lời nói không đúng mực nào với sinh viên trong quãng thời gian hơn 30 năm trên bục giảng. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.